Bản tin thời sự an ninh tối 14 tháng 6. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Bắt giữ hai thanh niên phi xe máy thông chốt kiểm dịch ra khỏi địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Bắt tạm giam ba đối tượng tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Xe container vận chuyển hơn 12.500 kg tôm sú chứa tạp chất hai anh em ruột trộm chiếc điện thoại di động vô bán đi được 130 triệu đồng. Bắt một thợ sửa xe chuyển nghề đục kết sắt. Bắt nhóm lâm tặc triệt hạ thông cổ thụ tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Cảnh sát giao thông tóm gọn 8 thanh niên tụ tập đua xe trái phép trong đêm. Cục hàng không cảnh báo hành khách dùng bằng lái xe giả đi máy bay. Lập hồ sơ xử phạt nhiều chủ tài khoản Facebook đăng thông tin bịa đặt. Những thủ đoạn đối tượng lừa đảo thường dùng bán lan đột biến thanh niên phi xe máy thông chốt kiểm dịch ra khỏi địa bàn thành phố hà tĩnh. Công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy vượt chốt kiểm soát covid 19 ra khỏi địa bàn thành phố. Tổ công tác tại chốt phong tỏa đã ngăn chặn bắt giữ ngay sau đó. Theo đó vào lúc 13 giờ ngày 12 tháng 6 tại chốt kiểm soát khu vực cầu cày xã thạch trung thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh tổ tuần tra công an thành phố hà tĩnh đã phát hiện hai nam thanh niên Nguyễn Văn Phi sinh năm 1992 và Nguyễn Quang Bảo sinh năm 2001 cùng chú tại thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh có hành vi vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Lợi dụng điều kiện thời tiết mưa lớn xảy ra trên địa bàn, các nam thanh niên cho rằng lực lượng chức năng sẽ buông lỏng tại các chốt phong tỏa nên liều mình thông chốt ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, Tổ công tác tại chỗ đã ngay lập tức tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt và đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây hai đối tượng trên đã khai nhận, cố tình tại đây hai đối tượng trên đã khai nhận, cố tình vượt chốt ra khỏi địa bàn thành phố để thăm người thân. Theo đó, phi điều khiển xe máy chở Quang đến chốt kiểm soát dịch nhưng không dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra mà cố tình điều khiển xe tăng tốc độ vượt qua chốt kiểm soát cầu cày. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử phạt về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép Chiều tối 13 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ba đối tượng gồm Đoàn Lê Trung, 48 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thanh Minh, 28 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Thạnh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Dương Thành Phẩm, 32 tuổi, ngụ tại ấp Hưng Quế 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đức Hòa, tỉnh Long An, phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh kiểm tra một khách sạn trên địa bàn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, phát hiện 6 người Trung Quốc đang lưu trú. Làm việc với các đối tượng, nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn về một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nên đã tiến hành mở rộng điều tra. Cơ quan công an triệu tập 3 đối tượng Trung, Minh và Phẩm để làm việc. Tại cơ quan công an, với những chứng cứ đưa ra, ba đối tượng thú nhận hành vi tổ chức cho nhóm người nêu trên vượt biên xuất cảnh qua biên giới Campuchia. Phát hiện xe container vận chuyển hơn 12.500 kg tôm sú chứa tạp chất. Ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết Đơn vị này vừa phát hiện một xe container vận chuyển số lượng khủng tôm chứa tạp chất aga. Trước đó vào khoảng 23 giờ 45 ngày 11 tháng 6, lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Cà Mau đã kết hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra chiếc container mang biển kiểm soát 63H 00785. Thời điểm thời điểm bị yêu cầu dừng kiểm tra, xe container đang vận chuyển số lượng lớn tôm sú được đóng gói thành phẩm có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 1.768 thùng tôm sú nguyên con, loại 6 kg, với tổng trọng lượng 12.504 kg. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy số hàng này có tạp chất aga. Tài xế điều khiển chiếc container này là Huỳnh Trọng Vinh, trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, số tôm sú chứa tạp chất trên là của bà Châu Thị Thùy Trang, sinh năm 1986, ngụ tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Lô hàng này bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã tiến hành lập biên bản, đồng thời ra quyết định tạm giữ 12.504 kg tôm sú có chứa tạp chất để tiếp tục điều tra và làm rõ. Hai anh em ruột trộm chiếc điện thoại di động Virtu bán được 130 triệu đồng. Ngày 13 tháng 6, đồng. Ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ hai đối tượng là hai anh em ruột đã trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Dương gồm Đào Văn Tuấn sinh năm 1982 và em trai là Đào Văn Tuân sinh năm 1983, đều trú tại thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Hải Dương. Vụ án bắt nguồn từ việc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Duy B, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Cùng với việc ghi lời khai của người bị hại, đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng. Theo đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 11 tháng 4, anh B điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 34A-25119 đến nhà Bắc Tuyến ở đường Tuệ Tĩnh. Trong xe có đề... Địa... Ăn uống xong, anh B cùng anh M và một số người khác tiếp tục đi ăn uống và hát karaoke. Đến 0 giờ 30 ngày 12 tháng 4, anh B và anh M tiếp tục đến quán lẩu nướng 54 tại phố Canh Nông ăn đêm. Sau khi ăn đêm xong, anh B cảm thấy mệt nên để xe tại quán và đi về. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 12 tháng 4, anh B quay lại quán lẩu nướng lấy xe nhưng không chú ý đến chiếc điện thoại. Đến 8 giờ ngày 13 tháng 4, do có việc cần dùng điện thoại anh B tìm đến thì phát hiện chiếc vô tu đã không cánh mà bay. Mở rộng điều tra vụ án, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án là Đào Văn Tuấn và Đào Văn Tuân. Được biết khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2021, Tuấn và Tuân làm việc tại quán karaoke Hoa Phượng ở phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tuấn làm bảo vệ còn Tuân làm quản lý tại quán karaoke Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 4, anh Nguyễn Ngọc Mờ là hàng xóm của anh B chở anh B đến hát cùng một số người bạn, tố người bạn tại quán karaoke Hoa Phượng. Khi đến quán karaoke, anh B để chiếc điện thoại Votu tại hộp để đồ giữa ghế lái và ghế phụ của xe. Khoảng 22 giờ 30, anh B lấy xe ô tô chở anh Lương Minh Hát, hàng xóm của anh B hát cùng phòng đi vay 50 triệu đồng để thanh toán tiền hát. Khoảng 15 phút sau, anh B và anh Hát quay lại quán karaoke Hoa Phượng tiếp tục vào phòng hát cùng mọi người. Lúc này Tuấn phát hiện đèn trong xe ô tô của anh B sáng, cửa xe cạnh ghế lái không đóng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trên xe. Nghĩ là làm, Tuấn lục lọi trong xe ô tô của anh B, phát hiện chiếc điện thoại Vertu nhanh chóng biển thủ. Sau khi lấy được tài sản, ngày 12 tháng 4, Tuấn và Tuân mang chiếc điện thoại Vertu đến khu vực Lạch Chay, Hải Phòng, bán cho Trần Ngôn Huy, sinh năm 1989, với giá 130 triệu đồng. Có được số tiền trên, Tuấn được 60 triệu đồng, Tuân 70 triệu đồng. Sau khi mua chiếc điện thoại trên của Tuân, anh Huy đã bán chiếc điện thoại cho anh Đoàn Phú Nam ở phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Tỉnh. Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã thu hồi chiếc điện thoại di động trả lại cho người bị hại. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục, sớm đưa hai đối tượng ra trước vành móng ngựa. Bắt một thợ sửa xe chuyển nghề đục két sắt. Mới đây, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm tiền và vàng tổng trị giá gần 200 triệu đồng trong chiếc kết sắt tại đại lý bán nước giải khát của ông NDA, sinh năm 1976, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Thủ phạm gây ra vụ trộm là đối tượng Trần Ngọc Thương, sinh năm 1995, trú tại cùng xã. Trước đó, sáng 26 tháng 4 năm 2021, Ông A đến đại lý bán nước giải khát của gia đình, phát hiện bị kẻ gian đột nhập, phá chiếc kết sắt trong phòng làm việc, cuốm đi nhiều dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng và 60 triệu đồng. Tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Gọi điện trình báo công an huyện Thăng Bình. Nhận tin báo, công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thăng Bình và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từ dấu vết để lại tại hiện trường, kết hợp công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Thương. Tuy nhiên, lúc công an tiếp cận xác minh, điều tra thì đối tượng Thương đã bỏ trốn. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10 tháng 6, Lực lượng công an phát hiện thương đang ẩn náu tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, liền tiếp cận bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của thương, công an thu giữ hai lắc vàng, một nhẫn vàng và 12 triệu đồng. Qua đầu tranh, thương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và số tăng vật trên được trộm trong kết sắt nhà ông A. Bước đầu thương khai, nhiều lần đến đại lý bán nước giải khát nhà ông A, phát hiện chiếc kết sắt nên ủ mưu sẽ đột nhập phá chiếc kết sắt trộm tài sản bên trong, bắt trộm tài sản bên trong. Khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 4, thương chuẩn bị kim trọng lực, búa, thanh sắt, bình ga nhỏ và máy khò lửa, chuẩn bị đột nhập phá chiếc két sắt. Khi đến trước đại lý, thương dùng kìm trọng lực cắt ổ khóa cửa, lưới B40 để chui vào bên trong. Tiếp đến thương dùng khăn che camera trong phòng làm việc, sau đó dùng máy khò lửa và dụng cụ mang theo đập phá chiếc két sắt. Đến 4 giờ sáng thì thương phá được chiếc két sắt lấy tiền rồi nhanh chóng rời hiện trường. Có được tài sản, thương dùng để tiêu xài cá nhân. Sợ bị phát hiện nên Thương đã đón xe ra thành phố Đà Nẵng, vào thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn. Sau đó Thương quay về huyện Bình Sơn, thuê phòng trọ ở thì bị công an phát hiện bắt giữ. Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng công an huyện Thăng Bình cho hay, vụ trộm xảy ra có tính chất chuyên nghiệp khiến dư luận địa phương rất hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, lãnh đạo công an huyện quyết định lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, sớm làm rõ đối tượng để người dân an tâm. Sau khi xác định Thương là đối tượng nghi vấn, lực lượng công an tung tích của đối tượng Thương hơn một tháng điều tra các trinh sát xác, xác định được nơi ẩn náu của thương tại huyện bình sơn liên tiếp cận và khống chế bắt giữ sau khi chấp hành án tù về tội trộm cắp thương về địa phương làm nghề sửa xe máy tưởng chừng thương sẽ trở thành con người lương thiện chăm chỉ làm ăn để lo cho vợ con thế nhưng bản tính của thương vẫn không thay đổi muốn đi trộm cắp để nhanh có tiền tiêu xài hiện đối tượng thương đang bị công an huyện thăng bình tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản bắt nhóm lâm tặc triệt hạ thông cổ thụ tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyến Lâm. Ngày 13 tháng 6, Hạt Kiểm Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc địa bàn phường 4, thành phố Đà Lạt. Đây là khu vực rừng đã được tỉnh Lâm Đồng giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển gia tuệ Đà Lạt, trụ sở tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyến Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng quản lý. Trước đó, hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt nhận được trình báo. Trước đó, hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt nhận được trình báo của đơn vị chủ rừng về việc 6 cây thông cổ thụ ở khu rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 bị cưa hạ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã phối hợp với công an phường 3 và phường 4 vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 6 cây thông ba lá cổ thụ thuộc nhóm 4 đã bị lâm tặc triệt hạ và cưa sát gốc. Liều lĩnh hơn, các đối tượng đã phá khóa cổng của đơn vị quản lý để đưa xe ô tô vào chở gỗ ra ngoài. Hiện trường còn lại phần gốc cây và được phủ bằng lá rừng nhằm đối phó với cơ quan chức năng, che giấu hành vi vi phạm và ít ngọn cây, còn phần thân đã được đưa ra khỏi khu vực. Theo ước tính của cơ quan chức năng, khối lượng gỗ thiệt hại là khoảng 6 mét khối quy tròn. Tích cực truy vết, lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật đưa về hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt bao gồm 14 lóng gỗ thông ba lá còn tươi, 209 tấm gỗ thông đã được xẻ thành ván và một chiếc xe ô tô dùng để vận chuyển gỗ. Ông Võ Thanh Sơn, hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt phát hiện một chiếc xe tải khả nghi đã nhiều lần vào khu vực có rừng bị cưa hạ. Đến 15 giờ ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1975, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cùng hai đồng phạm là Nguyễn Văn Công, sinh năm 1991 và Đinh Như Y, sinh năm 1995, cùng trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hai đồng phạm này được Nguyễn Văn Hải thuê đi phá rừng, với giá tiền công là 600.000 đồng một đêm. Bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Hải khai nhận, do là người nhận hợp đồng khoán quản lý, bảo vệ rừng tại Đà Lạt, nên nắm được thời gian ở các khu rừng khác có người quản lý hay không, nên mới lợi dụng thời điểm đó để thuê người vào phá. Đối tượng đã sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đi phá rừng, rồi vận chuyển về huyện Đức Trọng, thuê hai xưởng chế biến gỗ xe thành ván. Theo ông Sơn, đối tượng Hải không khai thác gỗ trên địa bàn được thuê trông coi, bảo vệ mà khai thác chỗ khác. Từ lời khai của Hải, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt xác định 5 nghi can liên quan, 3 người phá trực liên quan, 3 người phá trực tiếp, 2 người tại xưởng cưa gỗ trong vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực Hồ Tuyến Lâm, thành phố Đà Lạt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng. Mở rộng. Cảnh sát giao thông tóm gọn 8 thanh niên tụ tập đua xe trái phép trong đêm. Ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Trước đó vào dạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1 PC08 Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, có một nhóm thanh niên lên đến hàng chục người tụ tập nẹt bô, lạng lách đua xe trái phép. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp vây bắt, khống chế nhóm thanh thiếu niên trên. Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông, các đối tượng quay đầu bỏ chạy về hai hướng và tẩu thoát vào các con hẻm trên đường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tóm gọn được 8 đối tượng cùng phương tiện đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý. Trước đó vào dạng sáng ngày 9 tháng 6, Trước đó vào dạng sáng ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai cũng nhận được tin báo về việc có khoảng 70 người đang tụ tập, nẹt gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Khi thấy cảnh sát giao thông, nhóm thanh niên đã dồ ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác giữ được 7 người cùng 7 xe máy. Họ không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. Và cả 7 thanh niên này đều trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, cùng ngụ ở Đồng Nai. Cục Hàng không cảnh báo hành khách dùng bằng lái xe giả đi máy bay Theo Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không báo cáo từ năm 2020 đến nay đã phát hiện nhiều hành khách dùng bằng lái xe giả để đi máy bay. Cụ thể năm 2020 phát hiện 23 trường hợp, từ đầu năm ngày 15 tháng 5 năm 2021 phát hiện 13 trường hợp. Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc làm giả giấy tờ đi máy bay không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro an ninh hàng không, phòng ngừa việc làm giả bằng lái xe. Qua kiểm tra an ninh với hành khách đi máy bay lực lượng an ninh hàng không phát hiện không ít hành khách dùng giấy tờ giả làm thủ tục đi máy bay. Phổ biến nhất là chứng minh nhân dân, căn cước công dân và bằng lái xe giả. Những thời điểm khách đi máy bay đông, hầu như tuần nào an ninh hàng không sân bay nội bài và tân sơn nhất cũng phát hiện hành khách dùng giấy tờ giả để đi máy bay. Lập hồ sơ xử phạt nhiều chủ tài khoản Facebook đăng thông tin bịa đặt. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã tiến hành triệu tập, lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt đối với 3 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin bị đặt gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Các lực lượng chức năng đã triệu tập và làm việc với bà LTMH, sinh năm 1987, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chủ tài khoản Facebook HX về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó vào ngày 9 tháng 6, anh NTH sinh năm 1000, anh NTH sinh năm 1976, trú ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, công tác tại phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, được xác định bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thông tin đã được cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng một cách nhanh chóng, rõ ràng. Tuy nhiên có một số người, trong đó có chủ tài khoản Facebook HX của bà LTMH đã đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin bị đặt về đời tư của anh NTH xúc phạm danh dự uy tín cá nhân của người bệnh. Hiện cơ quan công an đang củng cố hoàn thiện hồ sơ để tham mưu xử lý đối với bà LTMH, đồng thời tiếp tục triệu tập làm việc với một số chủ tài khoản Facebook khác đã đăng tải chia sẻ các thông tin bịa đặt về đời tư của anh NTH. Cùng trong thời gian này, phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt NTH, sinh năm 1980, trú tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chủ tài khoản Facebook NTH và NTTH anh về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, mỗi người 5 triệu đồng, theo Nghị định số 15-2020 NDCP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ. Những thủ đoạn đối tượng lừa đảo thường dùng để bán lan đột biến Thời gian qua, thị trường lan va trầm lắng, hầu hết đều giảm giá. Một phần do nguồn cung tăng, nhưng phần lớn là do nhiều người bị lừa mua lan va nhưng không đúng mặt bông. Các vụ bóc phốt nhà vườn lừa đảo ngày càng nhiều khiến người mới chơi không tin tưởng, không dám xuống tiền bởi chi phí mua lan va thường rất lớn. Giáo sư Trần Duy Quý, nguyên viện trưởng viện di truyền nông nghiệp, nguyên tổng biên tập tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam, chủ tịch hội lan Hà Nội cho biết, Việt Nam là một trong 6 trung tâm phát sinh cây trồng trên thế giới và một trong 16 nước có đa dạng sinh học nhất thế giới. Với lan trên thế giới có từ 25 đến 30.000 loài lan và hàng trăm ngàn giống lai công nghiệp. Tại Việt Nam có khoảng khoảng 156 chi và 1.100 giống loài lan khác nhau. Ngoài ra hàng năm Việt Nam bỏ ra khoảng 100 triệu USD nhập hoa trong những dịp lễ Tết. Về lan va, giáo sư quý cho biết, bông lan va đầu tiên được phát hiện năm 1972 ở làng Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Khi đó một đoàn xiếc thấy trên cây đa đầu làng có nhóm lan đẹp đã trèo lên lấy về nhân lên chơi. Khoảng 10 năm trở lại đây, có một nhóm anh em thích sưu tầm những bông lan đẹp, độc dị, họ đặt tên là lan va. Ban đầu, giá bông lan va năm cánh trắng phú thọ chỉ có vài trăm ngàn đồng một chậu, giờ lên vài triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng một chậu vì lan va tính giá bán theo cm. Lan va ít, hiếm, nhưng nhiều người muốn chơi. Những nhà vườn lớn đã có công, bỏ tiền ra sưu tầm hàng chục năm nay mới tung ra thị trường. Những bông hoa đẹp càng hiếm, khó nhân giống thì giá lại càng cao có loại lan va lên đến vài tỷ đồng 1 cm. Giáo sư quý chia sẻ. Tuy nhiên, đáng phê phán nhất trong thị trường lan va vừa qua là nhiều Giáo sư quý chia sẻ. Tuy nhiên, đáng phê phán nhất trong thị trường lan va vừa qua là nhiều người đã làm giả lan va để bán cho người chơi. Sau khi trồng trăm vài năm, cây sổ bông, người mua phát hiện không phải bông lan va như họ đã mua. Họ bức xúc phản ánh lên mạng xã hội. Thực tế chỉ cần vào một số hội nhóm mua bán lan sẽ thấy có rất nhiều bài bóc phốt vì thế những người đang có ý định chơi, đầu tư sẽ đắn đo không dám xuống tiền. Theo giáo sư Quý, thông thường các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu bài. Thứ nhất, người bán đi mua hoa của những nhà vườn đã sổ bông rồi dùng keo con voi gắn vào cây không rõ nguồn gốc. Đối tượng này thường bán live stream trên mạng xã hội với giá rất rẻ. Ví như họ quảng cáo là cây 5 cánh trắng bạch tuyết nhưng chỉ bán với giá 2-3 triệu đồng, trong khi loại này hiện có giá từ 100-150 triệu đồng một cm. Người mua thấy rẻ lại thấy bông nên đặt mua ngay. Người mua đầu tiên lại bán cho những người tiếp hoặc lấy tên nhà vườn khác để bán hàng dẫn đến sai mặt hoa. Thứ hai, đối tượng lừa cây thật với một loại cây khác để bán cho người có nhu cầu với giá rẻ, thậm chí mượn uy tín của các nhà vườn khác để bán. Thứ ba, nhiều người mua cây hoặc mắt về chỉ được vài hôm là khô héo, nguyên nhân là bởi người bán cây không đúng mặt hoa nên thường cho nước muối hoặc hóa chất để phi tang. Vì thế người mua khi nhận cây vẫn khỏe mạnh. Nhưng được vài hôm cây đã héo. Ngoài ra còn khá nhiều hình thức lừa đảo mua bán lan va, như bán loại này nhưng giao lại khác. Khi bị khách hàng tố cáo thì chặn tài khoản, số điện thoại, hoặc có trường hợp người bán bảo hành cây nhưng khi sai mặt hoa thì từ chối bảo hành vì cây giao lâu rồi không nhớ, không biết có phải cây đã bán hay không. Theo giáo sư quý để tránh bị lừa đảo thì không nên mua lan va trên mạng xã hội, không tham rẻ bởi giá lan va đã có giá chung, Tranh lệch giữa các nhà vườn không đáng bao nhiêu. Người mua nên tìm đến nhà vườn uy tín gần nhà để xem và mua cây. Nếu không thân quen với chủ vườn thì khi mua nên ký hợp đồng với những điều khoản rõ ràng để có cơ sở pháp lý sau này. Ngoài ra em chơi lan cần tham gia vào diễn đàn Bảo tồn nuôi trồng và phát triển hoa lan Việt Nam thuộc Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam. Khi vào diễn đàn, người chơi sẽ được chia sẻ thông tin minh bạch, có thông tin các nhà vườn làm ăn chân chính để tham khảo, tránh mua lan trên mạng. Giáo sư quý cho rằng để làm sạch thị trường lan va thì phải có hiệp hội có ban chuyên môn, khi đó hiệp hội sẽ có quy định rõ ràng, gồm các nhà vườn uy tín, các nghệ nhân chơi lan đánh giá và thẩm định bông nào, ở cấp nào và giá đến mức nào. Thứ hai, hiệp hội giúp đỡ những người bắt đầu vào chơi các biện pháp kỹ thuật nuôi trồng nhân giống, mua đúng giống. Thứ ba, bảo vệ quyền lợi cho anh em chơi lan khỏi thông tin sai lệch. Thứ tư, hiệp hội sẽ hỗ trợ thông tin chống hàng giả cho người chơi. Hiện tại chúng tôi cùng những nhà vườn chân chính đang xúc tiến các bước thành lập Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam. Giáo sư quý chia sẻ. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào, xin kính chào và hẹn gặp lại.